thương ở tại đây. Ấy chẳng phải chúng ta đã yêu Đức Chúa Trời, nhưng Ngài đã yêu chúng ta và sai con Ngài làm của lễ chuộc tội chúng ta. Chết vì mọi người, báo cho những kẻ còn sống không vì chính mình mà sống nữa, nhưng sống vì đấng đã chết.